Xin chào các bạn, hôm nay trang sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm bộ trang sức hồ lô bình an tourmaline. Bộ trang sức hồ lô bình an tourmaline mang kiểu dáng mới lạ, độc đáo cho người dùng. Với đá tourmaline màu hồng tím đậm, rất phù hợp cho người mệnh hỏa và mệnh thổ. Hồ lô có rất nhiều tác dụng trong phong thủy, hóa giải sát khí, mang đến tài lộc cho gia chủ. Một bộ sản phẩm mà lại có rất nhiều ý nghĩa. Hãy nhanh tay đặt mua bộ trang sức hồ lô bình an tourmaline để dành tặng cho người phụ nữ thân yêu của bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.